Người ta cúng Tết đầu năm, rồi người ta cúng giữa năm, cúng giữa tháng, tức là rằm tháng giêng. Mình bây giờ lời nhất cúng cái 2-3 lễ một lần luôn. Vừa đầu năm vừa rằm tháng giêng nữa. Thì mượn cái ý của thế gian thì xin nhân cơ hội này xin đại lao cho quý thầy, quý cô cũng như quý Phật tử tại tu viện Trung Lập Edmonton. Kính gửi đến toàn thể quý Phật tử đồng hương ở tại thành phố Red Deer này lời cầu nguyện quý vị năm mới cùng gia đình thân tâm an lạc, gia đạo bình an, sở nguyện tùy tâm viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Thưa đại chúng, thì coi như là suốt một cái tháng giêng không có tuần lễ nào mà không có bận công việc. Vừa lễ ở trên Ném Minh Tinh, rồi phải đi các nơi, và điểm cuối cùng là ở Red Deer này để chúng ta làm cái lễ năm mới. Thì thưa đại chúng, trong Phật giáo đó, chúng ta có hai cái ý. Một á, là chúng ta gọi là giáo lý chân đế. Rồi cái thứ hai gọi là giáo lý tục đế. Thế nào là chân đế và tục đế? Chữ đế là gì? Chữ đế nghĩa là chân thật. Chữ đế nghĩa là chân thật. Nếu chúng ta thừa nương theo thế gian, thí dụ như chúng ta nói có hết 365 ngày thì chúng ta nói là một năm, rồi 24 giờ chúng ta gọi là một ngày, rồi ban đêm, ban ngày, rồi thí dụ vậy. Đó là mình nương theo thế gian mình nói. Thì tất cả những cái gì mình nương cho thế gian nói thì gọi là tục đế. Chữ tục là thế gian nè, thế gian pháp nè. Nhưng mà vượt Phật giáo có một cái giáo lý siêu hơn, vượt thoát những cái ý niệm đó thì gọi là chân đế. Nhưng mà bây giờ mình, cái người mà người ta thẩm thấu á, thì nó khác. Nhưng mà thế gian thì ai người ta cũng còn sống trong thế gian là tục đế. Ví dụ như người ta gặp mình, ta nói chúc anh mạnh khỏe. Nhưng mà chắc gì mình khỏe mạnh không? Đó là lời chúc của người ta thôi. Nhưng mà không chúc không được. Bởi vì thế gian mà gặp nhau thì không thể nào nói chúc anh bệnh tật hết á. Tục đế là mình gặp nhau là mình phải nói chúc anh mạnh khỏe. Nhưng mà tự thân mình hiểu câu đó là tục đế. Còn chân đế là sao? Trước sau gì mình cũng phải bệnh, mà thậm chí mình đang mang bệnh. Mình phải hiểu như vậy á, thì chúng ta mới không có buồn, rồi chúng ta không có đổ thừa tại cái anh kia chúc tôi xui. Thường thường người ta cử lắm, ai mà có tang là không cho tới nhà, phải không? Theo cái lệ là mình đang có tang á, cha mẹ ông bà con quyến thuộc mất là mình không có được, mình không có được đi tới đi lui thăm viếng nhà người ta, vì lỡ người ta có chuyện người ta đổ thừa mình. Nhưng mà thiệt sự ra đâu phải là người ta để tang người ta tới mình xui đâu. Bình thường không ai tới mình cũng xui như thường đó. Nhưng mà tại thế gian mình hễ mà bình thường đừng ai gì thôi, cái bắt đầu mình chấp nhận. Nhưng mà lỡ có người nào tới thăm nhà mình, bắt đầu mình điều tra. Như vừa rồi có một vị mới hỏi Pháp Hòa, chứ con có mang thai, mà bây giờ con lỡ con hư thai và con tới thăm nhà người ta được không? Rồi thì không biết ở đâu mà lanh hoanh câu chuyện đó, thì có cái người chủ nhà lại phone lên Pháp Hòa, nói thầy, con có người bạn mà người đó mới vừa hư thai, họ tới thăm nhà con được không? Thì thưa đại chúng là quý vị thấy nếu mà chúng ta gọi là kiên và cử đó, thôi thì không biết bao nhiêu chuyện để kiên cử. Thí dụ như mình mua nhà đó, mình sợ mua cái nhà mà đầu á thì lớn mà cái đuôi thì nhỏ, phải không? Cái đó người theo phong thủy ta gọi là đầu voi đít chuột, không tốt. Tại sao vậy? Vì quan niệm của người ta là nhà đó thà là cái đầu nó nhỏ mà cái đuôi nó phải to, tức là phía sau nhà nó phải lớn. Tại sao biết không? Một, người ta gọi là có hậu. Có hậu là gì? Có người kế thừa. Thứ hai là nhỏ mà nó hút vô nhiêu sao còn hết. Có gì đâu mà phải lo, mình hà tiện nó còn nguyên.
đâu phải là cái nhà nó thật là to, ở phía sau, ở đằng trước nó nhỏ thì nhà nó mới dư đâu. Nhưng mà cái quan đó là cái, tại vì mình suy diễn như vậy, rồi mình luôn luôn mình đặt để nó như vậy. Cứ một người nói như vậy, hai người nói vậy, ngàn người nói vậy, triệu người nói vậy, cái nó thành ra gì? Thành ra cái phong tục, phải không? Tập, thành ra cái tập quán, phong tục tập quán. Nhưng mà thưa đại chúng là cái đó, ví dụ như á, Đức Phật á, là cái người thầy mà dạy cho chúng ta hiểu cái pháp nào là pháp thế gian, cái pháp nào là pháp xuất thế gian. Xuất thế gian là gì? Là chúng ta vượt ngoài cái thế gian. Ví dụ như người ta để tang, ta để 3 năm. Ở Việt Nam là để 3 năm. Sao không để 4 năm, 10 năm, để 3 năm? Thì đặt ra câu chuyện đó là tại vì cha mẹ mang mình 9 tháng cư mang, 3 năm bồng ẩm. Tức là thường thường một đứa con nít á, để nó có đủ chút xíu hiểu biết, biết trường, biết lập, biết nói, biết cười là phải 3 tuổi. Cho nên người mẹ và người cha chịu cực khổ với con ít nhất phải 3 năm. Cho nên bây giờ mình trả hiếu cho cha mẹ bằng 3 năm tang chế. Chữ tang là gì? Là tan tóc, tức là mình có chuyện buồn. Mà chữ chế nghĩa là gì? Chế ngự. Trong 3 năm đó không được đi ăn tiệc, không được đãi tiệc, không được đãi mà cũng không được đi ăn, không được mặc quần áo lè loẹt. Thậm chí 49 ngày đầu người con trai không được hớt tóc, râu ria phải để, tóc tai phải để làm chi biết không? Nói lên sự buồn khổ của mình. Cho nên ở Việt Nam mà ông nào mà trước khi để tang đó nha, biểu phải đi hớt tóc hết, hớt cho gọn lên, để rồi 49 ngày sau không có hớt. Để ta mà thậm chí khóc không cho chùi mũi. Biết tại sao không? Vì mũi mà nó chảy như vậy lòng thòng chỉ mới chứng tỏ mình đau khổ tột cùng. Mà thật sự là rất là đau khổ. Thử bây giờ hôm nào mình bị sổ mũi mà để cho nó chảy thử. Bình thường cũng khổ như thường, chứ đâu cần phải đợi tới cha mẹ chết mới khổ. Nhưng mà mình quan niệm như vậy. Mặc đồ tang là không được bẻ lai. Ai mai tang là không được bẻ lai, phải sổ cái lai, tức là chỉ được xé chứ không được cắt. Để cho chỉ nó tưa ra như vậy đó, để chứng tỏ cái sự gọi là buồn khổ, lam lũ cực nhọc của mình. Tất cả đều là cái pháp thế gian hết. Rồi bây giờ mình, mặc dù mình hiểu đạo lý là như vậy, mình hiểu đạo lý trong cái xuất thế gian là không có mấy cái chuyện đó. Cái phước mà có đủ thì không có ai làm gì được mình. Mình thiếu phước cho nên chuyện này chuyện kia nó mới đến. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như thế này. Quý vị muốn có tiền thì quý vị phải làm gì? Một là phải đi làm mới có tiền, buôn bán mới có tiền. Tức là phải làm cái gì mới có tiền, mà có tiền rồi phải cất, phải giữ, phải xài khéo thì tiền nó mới có. Như vậy thì muốn có tiền thì phải từ tiền làm ra tiền nữa, tức là đầu tư làm ăn. Ở cái mặt phước, muốn có phước thì phải làm gì? Phải làm phước, chứ làm sao mà muốn có phước mà không làm phước được. Thành thử muốn có phước thì phải làm phước, muốn có tiền của thì phải giữ gìn, phải biết làm ăn. Muốn mình thông minh học giỏi thì phải chịu khó học hành. Cái nhân mình như thế nào thì cái quả nó mới tới như vậy, chứ làm gì mà có cái chuyện là nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Làm gì có cái chuyện mà nhân, người ta thường nói là nhân bất học bất tri lý, người mà không học là không biết đạo lý. Cho bây giờ mình đọc lại câu thứ hai, mình nói nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Có đó cũng đại quý mà quý của đảng. Đảng gì? Đảng trộm, đảng cắp, đảng chúa đảng, chứ không phải là những cái người mà lãnh đạo. Cho nên mình muốn cái nhân, cái quả như thế nào, mình phải tạo cái nhân như vậy. Muốn có phước phải làm phước. Muốn mình tâm mình thanh tịnh thì phải thường xuyên niệm Phật tụng kinh. Mình đâu phải là bậc thánh hiền, là cái người xuất chúng mà ở ngay phàm trần mà không nhiễm. Mình là cái người dễ nhiễm. Cho nên mình phải tu theo ngày thần tú dạy mình. Phải coi cái thân này là cây bồ đề. Phải thấy cái tâm này là cái đài gương sáng. Phải thường xuyên chăm sóc. Ở đây mà có người nào mà không chăm sóc cái thân không?
Không bao giờ có. Có thân là phải chăm sóc thân. Tại sao? Vì mình muốn khỏe. Nhưng mà cái người mình ta tu á, ta khỏe để người ta tu, ta khỏe ta làm việc đạo, ta giúp người. Còn mình khỏe để đi ngồi đồng tức là đi nhậu, đi cờ bạc, đi gì đó. Cho nên mình nhớ, mình có cái thân mà không biết dụng thân thì mai mốt cái thân này nó hoại, uổng đi. Thí dụ bây giờ ở một vị nào hút thuốc ha, từ nhỏ cho đến 50 tuổi lá phổi tiêu. Mà khi mà cái phổi mình nó tiêu rồi, nó thôi giờ con bỏ hút thuốc. Bỏ thì đỡ vậy thôi chứ đâu có khỏe lại được nữa. Còn nếu cái người mà người ta tỉnh, ta hút được 30 năm thôi thôi thôi, giờ bỏ đi để mà còn mấy chục năm còn lại cho nó khỏe một chút. Cho nên mình có thân phải dụng cái thân cho nó đúng, thì cái phước về cái thân nó mới có. Cho nên thưa đại chúng, ví dụ mình tới mình tụng cầu an, nguyện cho con thân an, tâm lạc. Người mình sống là muốn thân thì khỏe, tâm thì vui. Mà bệnh tật tối ngày thì sao thân an được. Mà thân mà bệnh thì tâm vui không? Tâm không thể vui. Bây giờ người nào muốn thân an tâm lạc thì phải làm gì? Phải có giữ giới. Tức là mỗi mà mình phải biết cái thật sự đó, thưa đại chúng. Có nhiều vị sợ quy y lắm, nói thôi tu không quy y đâu, giữ giới rồi mất tự do. Bởi vì giữ giới rồi, cái trong cái giới thứ năm nói không được uống rượu, hút thuốc gì đó, cái nói thôi mất tự do. Nhưng mà thiệt sự ra đó, mình giữ Phật có lợi hay mình có lợi? Mình chứ Phật có hưởng gì đâu. Phật biểu mình đừng có uống rượu là lợi cho cái thân mình. Phật biểu mình đừng hút thuốc thì lợi cho cái phổi mình. Mình đừng uống rượu thì lợi cho cái gan mình. Mà phổi mà gan mà lợi rồi, cái tiền nó cũng lợi luôn, tại không có tốn. Nghe nói bây giờ cây thuốc cả trăm đô. Phải không? Ở 120 rồi, phải không? Thành thử là mình chỉ cần rà chút cái mấy người ta biết giá ta nói luôn. Mọi người nào mà nói giá chính xác là người đó đang á. Cho thưa đại chúng là Ngài Thần Tú dạy mình phải xem thân này là cây bồ đề. Bởi vì cái cây á, thì mình phải tưới, mình phải vun bón thì cái cây nó mới tốt được. Thân thị bồ đề thọ, tức là thân là cây bồ đề. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài. Tâm mình giống như cái đài gương sáng, cái kiến trong sạch vậy đó. Thời thời thường phất thức, tức là mỗi lúc phải thường xuyên lau chùi nó. Vật sử nhã trần ai, đừng để nó dính bụi. Tại sao mỗi ngày mình biết đánh răng, mình rửa mặt, mình tắm rửa? Là vì mình biết thân này nó một ngày làm việc thì tạp dơ nó trụ ở đây. Cho nên phải lấy nước gì? Rửa sạch, xà bông rồi kỳ cọ cho nó sạch. Mỗi ngày mình làm sạch thân, nghĩa là mình chăm sóc thân rồi chứ gì nữa. Vậy mà mình chỉ chăm sóc bên ngoài cái thân thôi, mình chưa chịu khó chăm sóc cái bên trong cái thân. Mà chính cái system ở bên trong đó, nó mới giữ con người mình sống. Tim gan phèo phổi lá lách ruột già ruột non, trong đó mà một thứ nào mà nó tiêu thì mình cũng sắp tiêu theo. Cho nên tại sao mình không quán chiếu? Mình không quán chiếu là mình chỉ mới tắm rửa có bên ngoài, mình không có tắm rửa bên trong. Nói dạ con cũng rửa dữ lắm chứ, con rửa bằng XOX. Con rửa gan rửa phổi con bằng cái đó. Con thanh lọc lá phổi con bằng một điếu rồi hai điếu rồi ba điếu. Điếu hạ rộng, điếu động quang. Ở Việt Nam mình mà cái quan tài mà ta để trên cái nguyệt á, thấy không? Hạ rộng tức là để xuống mộ. Động quang là nhấc cái quan tài lên. Lúc mà cái giờ, cái đúng cái lúc mà đụng vô cái quan tài, dời cái quan đó đi, ta kêu là di quan hay là động quan. Còn hạ rộng có nghĩa là để xuống mộ. Mình bây giờ cái điếu kia mà nó sắp tàn, cái mình mở cái hộp thuốc ra mình kéo cái điếu ra. Cái điếu kia nó vừa hạ nguyệt, cái điếu này nó động quan, cho là kéo điếu ra. Cho nên ta hay nói vậy đó, điếu hạ rộng, điếu động quan. Mà cứ như vậy hoài thì lá phổi mình sao nó khỏe được. Cho nên thưa đại chúng, mình có giữ giới là lợi cho mình chứ không có lợi cho Phật. Mà Phật thương mình, Phật thấy rõ cái quả, cho nên Phật nói đừng có làm cái nhân. Còn mình á, là cứ tạo nhân đến khi quả bắt đầu mới hết hồn. Mà lúc đó hồn hết rồi còn gì nữa đâu mà hết.
Nó hết từ ngay mình đã quên lãng rồi. Cho nên chúng sanh mình là sống theo cái hay quên, quên cái sự thật. Thì Phật là người giác, là người tỉnh, chỉ cho mình biết cái gì là thật. Cho nên Phật nhắc tổ ngày 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 thần tú mới dạy mình cái pháp tu căn bản. Mà thật sự mà nó rất là thiết thực. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Quý anh chị nào mà ở đây mà bắt đầu bước qua cái tuổi 40 á, là quý anh chị sẽ thấy cái sức khỏe mình nó thay đổi hẳn. Đừng có nói tới 50 nữa. Mình bước qua cái tuổi 40 thôi là cơ thể mình nó thay đổi, mình biết rõ. Pháp Hòa đó là bác sĩ, ông cứ la hoài, vừa lao lực mà lao tâm. Có những đêm mà mình nằm mình ngủ không được, mà cái cơ thể mình nó biến chuyển như thế nào Pháp Hòa cảm nhận được hết. Là mình biết rõ ràng. Cho nên lúc mình nằm như vậy mình quán chiếu, mình mới thấy rằng Đức Phật là cái bậc có tuệ giác lớn. Thấy rõ, Phật thấy rõ mọi cái nhân để Phật chỉ cho mình. Cho nên mình tập ăn chay cũng là một cái tốt. Tại vì mình ăn chay, mình ăn những cái món hiền lành, giảm thiểu cái chất độc. Mà nhất là cái xã hội thời buổi bây giờ đó, quý vị biết không, độc hại vô cùng. Thịt toàn là những cái hóa chất. Thức ăn á, mình đi về những cái nước nghèo, mình không biết giờ mình ăn cái gì thiệt, cái gì giả. Bởi vì cái gì họ cũng để hóa chất vô được hết. Riết rồi mình không biết làm sao. Cho nên mà đã hóa chất như vậy mà chúng ta còn thả vàng mà chúng ta thọ dụng nữa thì cái thân này nó dễ hoại. Mà nó hoại rồi thì mình đâu làm được gì nữa đâu. Cho nên á, ở trên hiện tượng mặt thế gian thì chúng ta gọi là thế gian pháp, đó là chúng ta thấy có ngày giờ năm tháng chúc tụng cho nhau câu lành câu thiện gì đó. Nhưng mà trên cái đạo lý xuất thế gian, cái chân đế, chúng ta phải hiểu một điều rằng có thân là phải có già, có bệnh, có chết. Hồi xưa có một vị Phật tử tới chùa, nói thầy ơi, Tết nhất tới nơi, xin thầy cho con một cái câu đối đỏ để con dán cửa nhà con ăn Tết cho nó vui. Thầy lấy cái giấy đỏ ra, thầy ghi mấy câu, thường thường phải hay để mấy câu đối trước cửa đó. Ví dụ như là thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ vậy không, xuân đáo càng khôn phúc mãn đường, mấy câu đối vậy đó, mấy câu cho hay, tấn tài tấn lộc tấn bình an gì đó. Ông thầy ông để, ông cố chết, ông nội chết, ông ba chết, bên này ông đối lại, con chết, cháu chết, chắc chết. Ông thì cái người này mới nói, trời đất ơi, thầy con xin thầy câu đối gì mà cho nó vui vẻ, nó hạnh phúc, cho thầy cho câu gì mà nghe thấy chết không ớn quá. Ông nói, đạo hữu đọc cho kỹ coi, chết có thứ tự là hạnh phúc lắm. Ông cố chết rồi mới tới ông nội chết, ông nội chết rồi mới tới ông ba chết, không rồi mới tới con chết, tới cháu chết, chắc chết. Chứ nhiều khi ở đời này có nhiều khi ông cố đưa cháu cố đi chôn sao. Tức là chết mà có thứ tự là hạnh phúc. Ngài chỉ muốn khai thị chúng ta rằng cái lẽ thật ở đời này là có sự chuyển biến. Thế gian có già, có bệnh, có chết, có thành, có trụ, rồi có vinh, có nhục, có những lúc mình thịnh, có những lúc mình suy. Hiểu đạo lý như vậy thì tâm mình nó bình. Ví dụ một ngày nào đó mà quý vị đi khám bác sĩ, bác sĩ nói là phổi mình hư, gan mình tiêu rồi nha. Thử, trời ơi, tại sao tôi còn trẻ mà như thế này? Hãy ngồi nhìn lại coi mấy chục năm qua mình đã dùng cái gì để đi thẳng vô phổi, đi thẳng vô gan. Thì tự nhiên mình hết trách ai à? Phải không? Hồi xưa thì mình trách ông ở trển. Nhưng mà riết mình không có trách nữa, mình nói sao? Có người mà cũng có ta. Mình không còn trách ai nữa mà mình mà không có thì làm sao? Cho nên á, tại sao trong chùa mình để nè chuông mỏ không? Lúc nào cũng hai hai vậy đó. Hay là lúng bà cúng cho người chết á, thắp rót trà xong biểu lại hai lại. Rồi sao không lại ba lại, không lại bốn lại năm lại, mà lại có hai lại thôi. Thì hai cái lại đó là tượng trưng cho gì? Tục đế và chân đế. Tục đế là sao?
sống thì ăn uống, cho nên chết rồi cũng mượn cái hình thức ăn uống để cúng tục đế. Nhưng mà chân đế là trong khi anh rót ly trà đó, tôi nói đạo lý cho anh nghe. Đạo lý gì? Ví dụ mình đọc lên một câu: than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân, đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Chò mình ngồi đó mình nghe mình thấm, đúng rồi, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Tôi cũng hát hoài cái bài em ơi có bao lâu. Vậy mà tôi ca hoài câu đó mà tôi chẳng thấm gì hết đó. Khi mà con mình sanh nó ra đó, mình lúc đó mình 30 tuổi. Mà khi nó thành 20 tuổi mình mừng, nhưng mà lúc đó mình nhiêu rồi? 50 tuổi. Thành đấy chuyện bình thường thôi. Ngày em 20 tuổi tôi mới còn đôi mươi gì đó. Chuyện đó chân lý nó nói trong đó, mà tại mình không chịu thấm thôi chứ. Khi mà con mình nó, khi mình có con lúc mình 30, mà khi mà nó 20 tuổi thì chừng đó mình cũng đã 50 rồi. Cho nên nãy con mình lớn, mình nhìn nó mình vui mừng, nhưng mình cũng đừng quên rằng tuổi mình bắt đầu cũng đã chồng chất. Mà tuổi chồng chất thì cái đạo lý mình nó phải thâm sâu, không thể sống thờ ơ theo lúc mình còn trẻ được. Chứ bây giờ mình ngồi đây, tất cả quý anh chị, quý hàng quý bác thì không dám, vì quý bác là đã có một cái chiều dày trong cuộc sống rồi, kinh nghiệm tràn trề. Nhưng mà cỡ Pháp Hòa, mấy anh chị ngồi đây, thì cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý anh chị là mình đã đến lúc phải suy nghĩ lại. Thôi chơi nhiêu đủ rồi, thấy không? Mình hồi xưa mình đã chịu chơi. Bây giờ mình gì biết không? Chơi chịu thôi. Ai mà mời mình nói thôi cho tôi thiếu đi. Chứ người ta mời 5 chầu mà đủ 5 chầu là mình cũng sắp đi chầu. Chầu nào không có mình hết, mình đi chầu sớm. Cho nên đã đến lúc mình cũng phải dừng lại bớt. Mình dừng lại bớt để mình làm gì? Mình chăm sóc nó một chút. Thí dụ như hôm nào mình thấy lúc này sao mình ho nhiều quá, lá phổi nó báo với mình rồi đó, nó biểu tình rồi đó. Hôm nào mình cảm thấy, hôm nào mình ăn no, ăn vừa xong bắt đầu mình mệt mỏi, mình muốn đi nằm, gan yếu rồi đó. Những cái đó nó biểu, nó nói cho mình hết rồi, nó lên tiếng với mình hết rồi. Lâu nay là mình abuse nó. Abuse tiếng Việt dịch là gì? À, mình hành khổ nó. Bây giờ mình tới hồi mà nó chịu không được nữa đó, nó báo cho mình biết. Cho nên đó, khi mà mắt mình bắt đầu mờ là nó báo cho mình biết. Đó, nói báo là nói nhẹ nhàng chứ nói nó biểu tình. Bây giờ nó ì lì ra đó, đó nó làm cho mình hết xíu quá. Đó, cho nên một năm đó, mình gặp nhau có vài lần, đâu có dám gọi là nói kinh nói pháp gì, nhắc nhở với nhau. Đặc biệt là các anh chị mà hàng 40 cỡ Pháp Hòa đi lên rồi, thì mình biết rằng nếu như á, mình đã sống những cái thời gian mình ăn chơi, mình vui vẻ tốt cũng sao, nhưng mà thôi, bây giờ mình cũng phải bớt đi, mình lo những cái việc khác. Là mình làm sao mình chăm sóc cái thân này, không phải để mình bồi dưỡng nó, mà để tiếng Anh nó kêu là để last longer. Để nó duy trì chút xíu, để mình bắt đầu mình làm cái gì mình cho lợi đời lợi người, để nó không có phí. Để nó không có phí. Thí dụ như cái hoa này, nếu mà mình cắt nó ra, mình trưng nó, mục đích của nó là làm đẹp cho một cái khung cảnh nào đó. Rồi 2 tuần lễ sau mình bỏ nó vào sọt rác, nó vui vẻ như thường, là bởi vì nó đã hành được một cái việc của nó, là nó làm đẹp cho một khoảng thời gian nào đó, ở một nơi chốn nào đó, rồi nó viên mãn. Mình cũng vậy. Mình là những người khách lữ hành đến đây mà, tạm đây thôi, mấy mươi năm rồi mình phải từ giả. Đây là một quán trọ, mình là một lữ khách, phải không? Mình là một lữ khách, mình chỉ tạm ở đây thôi. Gia đình mình, cái nhà của mình không phải ở đây. Cho nên trước sau gì mình cũng phải từ giả ở nơi này mình đi. Nhưng mà trong thời gian mình còn ngồi chung một chuyến tàu với nhau,
mình hãy làm gì cho nhau để rỡ ai bước xuống trước á. Thì nó trời, tôi nhớ cái anh đó ghê, ảnh xuống trước rồi, coi chúc cho ảnh về nhà an toàn. Mình sống làm sao mà mình bước xuống xe nó trời ơi, nãy giờ tôi trông nó đi quá mà nó không đi. Mình chung một chuyến tàu mà, phải không? Rồi hãy tới trạm của người nào thì người đó xuống. Mình đâu biết trạm nào của mình, không ai biết trạm của mình hết. Nhưng mà nếu mà mình không có hiểu được cái chỗ đó mà mình sống mình thả vàng đó, thì uổng lắm, nó phí đi. Cho nên với cái nhìn xuất thế gian thì mình phải hiểu như vậy, để rồi trong cái phạm trù thế gian chúng ta sống cho nó tốt. Không phải rồi chúng ta nói một câu lành với nhau rồi cái là người ta lành đâu. Nhưng mà trên thế gian là mình nói lời lành vẫn hơn là mình nói lời bất lành. Cho nên Tết nhất phải chúc nhau. Tại sao bình thường không chúc, đợi Tết mới chúc? Vì đó là một cái khởi điểm để chúng ta bắt đầu một năm mới. Chứ nếu mà với cái nhìn của Phật á, với Phật học á, ngày nào cũng là ngày Tết. Tại vì sáng mở mắt ra còn sống được là ngày đó vui như Tết. Mình còn làm được việc lành, việc thiện là vui như Tết. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa ngày nào mà Pháp Hòa sống một ngày đó mà Pháp Hòa làm được một cái gì đó thì Pháp Hòa cảm thấy vui, là vì ngày đó mình không có phí. Mà hãy bữa nào mà cứ lòng vòng mà cuối cùng chẳng cái gì nó xong được một việc, trời, Pháp Hòa uống tiếp một ngày đó ghê vậy. Tại vì mình thấy rằng mỗi ngày mình sống, mình ráng mình làm cái việc gì cho nó có lợi. Thì thôi, hôm nay mình sắp xếp được cái khoảng thời gian này để về gặp nhau, để cùng nhau tụng một thời kinh, ôn lại lời Phật dạy như nãy giờ quý vị nghe không? Những lời trong đó rất là thiết thực, rất là thiết thực. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, vân vân. Thì mình đọc những cái lời đó mình ôn đi, mình nhắc nhở mình, ủa mình sống tới giờ này mình đền gì được cho cha cho mẹ? Mình có làm giảm thiểu đi cái buồn khổ lo lắng của cha mẹ chưa? Nếu chưa thì đã đến lúc mình phải làm việc đó. Cho nên ngày nào cũng phải lại ơn cha mẹ. Cái người mà người ta sống vô ơn á thì nó khác ạ. Sống vô ơn thì thôi, muốn sống làm sao sống bất cần. Còn người mình biết nhận ra cái ơn thì nguyện sống hết lòng. Vì xung quanh mình biết bao nhiêu người người ta gia ơn cho mình. À, như hôm nay đi, ví dụ như bữa nay mà có một hai anh mà nói thôi tôi không đi đâu, tôi ở nhà, thì Pháp Hòa phải lái xe. Mà Pháp Hòa lái xe thì Pháp Hòa sẽ mệt lắm. Tại vì mình thiếu ngủ, mình việc nhiều, mà mình lái xe mình mệt lắm. Con anh tình nguyện thôi để tôi lái giùm cho, cái mình được nghỉ ngơi. Đó, nhiều đó thôi, cái mình tới nơi an toàn, cái mình nhớ cái ơn người lái xe. Hồi nhỏ mình đi học, quý vị thấy không? Uống một bát nước nhớ người đào ao, ăn một cây đào nhớ người trồng trọt gì đó. Mình ăn ốc thì nhớ người đi mò, đi đò nhớ người chèo trống, nằm võng thì nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Mình nhớ cái ơn vậy, cho nên ngày nào không có giây phút nào mình sống mà không nhận ơn của người khác. Mà chính mình thấy mình nhận ơn của người khác trong từng giây từng phút như vậy thì mình phải làm gì? Sống đền ơn từng giây từng phút, không lãng phí. Mà được như vậy thì bất cứ lúc nào mình đi, mình không có gì buồn hết. Mà trong kinh nói vậy đó, như củi hết lửa tắt. Mình làm hết tất cả những cái gì mình cần làm. Nhân cái ngày đầu năm này thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng những cái ý của Phật, để rồi chúng ta nhận đó làm cái bài học nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cầu nguyện cho đại chúng cùng gia đình sở nguyện viên thành an vui hạnh phúc. Và thưa đại chúng, đây là cái phong tục thế gian này. Đây là gì? Tục gì? Tục đế, thế gian đế. Tức là mình có một cái lì xì gọi là lợi thị. Nguyên thủy của chữ của nó là lợi thị, tức là mình tặng cho nhau cái điều lợi. Thì trong này có một câu thơ để nhắc nhở mình, rồi mình nếu mình bắt gầm cái câu nào thì mình nhớ là mình, một là khen mình,
vừa khen mà vừa nhắc nhở mình sống thêm đúng với cái đạo lý của nó nữa. Rồi trong này có một cái dây để mình đeo tai. Dây này gọi là dây cát tường, dây ngũ sắc năm màu. Pháp Hòa ví dụ một câu Pháp Hòa vừa lấy ra đây: phương đông rạng ánh nắng vàng, lá xanh tươi đẹp, bình an cửa nhà. Đừng buồn những chuyện đã qua, Thích Ca thờ phụng Di Đà niệm luôn. Tại sao nói phương đông? Phương đông là phương gì? Nơi mặt trời mọc, tượng trưng cho đầu của một ngày, tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho bình an. Cho nên phương đông rạng ánh nắng vàng. Mà nắng vàng mà nó soi thì cái gì nó mà nảy mầm nó xanh lá, cây cối nảy mầm xanh lá cũng như thế. Có ánh sáng của tuệ giác, có ánh sáng của ý thức, ánh sáng chánh niệm mà rọi lại thì cuộc sống mình sẽ có ý vị hơn. Lá xanh tươi đẹp, bình an cửa nhà. Nhà mình không bình an là bởi vì mình không có ánh sáng tuệ giác mình rọi vào. Chồng không hiểu vợ, vợ không hiểu chồng, mà không hiểu nhau thì làm sao sống hạnh phúc được. Ngày hôm qua Pháp Hòa làm đám cưới cho một cặp, chồng người Canada, vợ người Jamaica. Thì cái bà má của chú rể bà mới tới, bà nói Pháp Hòa, bà nói tôi á, bây giờ tôi có dâu Philippines, dâu Jamaica, dâu người người da đỏ. Nhà tôi bây giờ là international, quốc tế. Thì trong cái bài mà chia sẻ bài là bài nhắc nhở cho anh chị đám cưới ngày hôm đó, Pháp Hòa mới nói mình mỗi người mỗi góc mỗi phương trời, đâu có ai mà mình lại đồng ý mình về chung với nhau. Bây giờ họ quen nhau 8 năm, 10 năm, họ nói họ hiểu nhau, hiểu mới có một phần thôi, về sống chung tật nó mới lòi ra. Lúc mới quen không có biết cái tật, nghe không? Mới quen biết bệnh thôi. Bệnh là bệnh có thuốc. Bắt đầu về nhà tật nó mới lòi. Tật nó lòi mình mới tá quả tâm tinh. Nói trời ơi tôi đâu biết ông có cái tật này. Nói dạ anh có mà anh giấu. Rồi bắt đầu thì người kia cũng trách, mà hãy móc ra mới có chuyện để trách, cho nên kêu trách móc. Không móc sao trách được. Cho nên mình lá xanh tươi đẹp, bình an cửa nhà, sống mà có chánh niệm rọi vào. Tại sao gia đình mình bây giờ như vậy? Thì mình sẽ không có trách nhau nữa, mà bây giờ cái vấn đề là phải làm sao giúp cho nhau thay đổi chuyển hóa, chứ không có đem cái quá khứ ra nói nữa. Bây giờ ví dụ nó trời ơi tại sao cái hoa này nó héo, cứ ngồi nói hoài, tốt nhất là đem nó ngâm trong nước đi, lát nó tỉnh lại chứ gì đâu mà ở đó cứ nói tại sao, phải không? Đừng buồn những chuyện đã qua, không có trách móc chuyện đó đã rồi, bây giờ vấn đề là làm sao giải quyết. Thì Thích Ca, Di Đà là hai vị Phật gần với mình nhất. Thờ thì thờ Phật Thích Ca, mà niệm thì niệm Phật Di Đà. Di Đà là sự thanh tịnh, Thích Ca là sự tinh tấn siêng năng. Mình có siêng năng thì tự nhiên nó tịnh. Siêng năng lau chùi như tổ tổ gì? Tổ thần tú vậy đó, thấy không? Tâm mình là đài gương sáng, phải lau chùi bằng cách nào? Phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ngồi thiền, phải làm gì đó một chút mỗi ngày, 5 phút thôi. 5 phút thôi không nhiều đâu. Rồi quen dần rồi tăng lên 10 phút. Làm sao mỗi ngày mình Nam Mô Di Đà Phật, cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, có đứng trước Phật, có đọc cái lời kinh thì mình mới thanh lọc từ từ. Bây giờ làm biến quá, lấy cái khăn quẹt một cái, mà ngày nào cũng quẹt, quẹt riết thế nào nó cũng phải sạch. Quý vị để ý mấy cái tượng đồng ở mấy cái nơi thánh tích được rồi. Người ta tới nè, chị về thôi, ta dài giờ về cái ta vuốt đầu vậy này. Vậy đó, mạng triệu người, triệu triệu người tới riết cái từ một cái cục đồng đen mà ra cục đồng vàng. Ở bên Nga Mi Sơn của Trung Quốc có cái chùa tên là chùa ở núi Phổ Hiền, là núi của ngài, núi Nga Mi có một cái tượng của ngài Phổ Hiền lớn lắm. Ngài ngồi cái tượng voi của ngài không là mình đứng tới đầu mình á. Thầy thử cái mình đi ngang là cái mông của con voi nó ngang mặt mình vậy nè. Ngài ngồi tuốt trên á. Ôi cha thiên hạ cứ lễ ngài xong rồi cái điên vòng cái lại rờ mông con voi. Mà quý vị biết con voi làm bằng một khối đồng đặc,
mà sơn phết rồi lên đẹp lắm, vậy mà con cái mông của con voi nó bóng lưỡng một khối vàng. Phóng bà đi ngang và mới chỉ và nói nè, thấy không, dù cho mình sơn phết cỡ nào đi nữa mà cứ ngày một người đi ngang quẹt nó một cái riết nó cũng bóng loáng như vậy. Con người mình cũng vậy, cái tâm của mình cũng vậy, cứ việc để tâm chùi ngày 5 phút làm riết thế nào nó cũng thuận. Quý vị karaoke, kara là có người ok chứ đâu có ai ca vô ok đâu. Kara là ok. Mà tại sao mình để thời gian mình karaoke mà mình không có ca kinh ok? Tụng kinh 5 phút. Cứ một ngày 5 phút thôi, từ từ rồi tâm mình sẽ thuận. 24 giờ mà có 5 phút tu thì đâu có thấm gì. Nhưng mà gọi thầy không thấm gì là bỏ luôn là không được. Cuối cùng Phật nói một câu: đừng khinh điều ác nhỏ mà cứ làm, ác nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành ác lớn. Đừng khinh một, đừng bỏ rơi một điều thiện nhỏ mà không làm, vì điều thiện nhỏ cứ làm lâu ngày thành cái thiện lớn. Phải không? Một câu niệm Phật gieo riết trong lòng, thế nào mình cũng sẽ thuần thục. Và chúc đại chúng sớm thuần thục bởi cái sự tu hành của chúng ta.